Thì welcome, hello YouTube và welcome đến với channel của mình. Mình là The Dark Gamer. Và hôm nay chúng ta sẽ có cái gì vậy? Chúng ta sẽ trở lại với series của tựa game Muddy Hay phần 2 đó. Thì chúng ta sẽ mở cái game đó đầu tiên ra. Và ở phần trước thì chúng ta đã vừa kịp chơi được bàn thứ nhất. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn 2 và bàn 3. Nếu như có thể chúng ta sẽ lên. Đây bàn nhất. Lần trước chúng ta đã chơi gần hết được cái bàn 2 của chúng ta, tiếp tục bàn 2. Và chúng ta sẽ đến cái bàn 2. Bàn 2 là nói về một cái bãi biển. Chúng ta có thể skip như chúng ta muốn. Đây một cái toilet paper này đây. Và cái kết quả chúng ta phải nhấn được cái toilet paper đó. Xong là chúng ta sẽ ăn double jump đi. Ok. Và chúng ta chỉ cần hai đinh flavor và dive bomb thôi. Nào có cúp nào. Có cúp. Nhảy khá cao nên là các anh em cứ yên tâm, tôi nghĩ là sẽ nhảy được lên để ăn một cái đấy á. Đu có vẻ tầm mấy lần nó mới lên được cái đu, khó gì ấy. Khó gì cần 5 lượt. Trời ơi. Có cúp nào. Trời ơi. Cao gì vậy, tôi không biết. Trời ơi. Sao trúng rồi cơ. Nào. Còn 13 giây con biết làm được không? Chắc là không. Chấm luôn. Để tính nào. Chúng ta có thể là sẽ nhảy vào cái lá cây kia. Và nhảy lên. Đấy, chúng ta đứng ở đây. Rồi. Nào từ từ giật ra nè. Không chết mẹ. Shit. No. Cục cất của tôi. Đó, đi được rồi, lại xuống. Thiệt. Sau cái hạt nhân chúng ta phải được 15 combo và 14.000 score. Được đó. Nào. Đúng, chỗ này. Chắc phải mua cái long và phút đó. Mở qua rồi. Yeah, so cuối cùng cũng đã qua được cái con tháp và ăn được cái toilet paper. Oh no. Có phút nào thì một cái khả năng nhìn nó sẽ nằm ở gần góc màn hình nhờ. Đấy chuẩn luôn. Sẽ nhảy lên cái bậc này. Bậc này không phải gì rồi. Ôi, ôi trời trời. Yes. Một cái toilet paper cuối cùng là nó sẽ nó nằm chỗ này rồi. Khá luôn đi. Gì đây. Rồi, chúng ta được hai cái toilet paper. Chúng ta còn hai bình flavor và dive bomb. Thì và level đã complete rồi ạ. Được bao nhiêu điểm rồi? 5 điểm. Và chúng ta sẽ đến với chúng ta sẽ đến với bàn 3. Ây da, đến với bàn 3. Cho một cái khu đông vui. Cái khu mà đông vui. Trời gì đó ba.
Trời, body xấu ghê. Gì đấy? Tàu lớn đi bay. Trời, cái con cá này là khá nghi lắm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến ngay chỗ này thì chúng ta có 6 lít mạng lít 6 mạng không cho cập về 3 tết tuyệt bờ 60.000 score và cái này là như là đổ cái tàu trả thù này bla 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 cái đấy nhá. Ý mà trời ơi qua mất rồi. Cái đồ vậy ice cream hả? Con gái một cái đi nè. Dirty job. Công về. À công việc bẩn thứ. Bonus. Ủa chơi gì tìm được bao nhiêu rồi. Ice cream này. Ăn cúc mà mày ăn cúc. Ăn cúc. Ăn à đây cái con này. Trời ơi body so cute. Cái bài đặt. Chúng đã được còn 5 mạng rồi. Cố lên. Ủa chị chết á. Chúng ta đợi blast một cái toilet paper nó khá nghi là nó có chuẩn đi bay nhảy lên nào nhảy lên rồi đổ luôn hả. Ủa mình ngồi đó đổ luôn à. Trời ơi và mình và cái người mệt ra tôi cái người mà chết mẻ từ lâu rồi. Chúng ta sẽ có một cái ô toilet paper quá đi. Có liền mà con ơi, có liền mà con. Trời ơi. Trời ơi. Thanh niên thì chúng ta cần cái đất bồ dâm. Đây. Ý là cục cất nó đất bồ dâm cái con. Rồi đéo chúng ta chi mà. Rồi chúng ta sẽ đến với thế giới của chúng ta. Trời ơi. Tóc ủa cái gì đó ba chôn nào ba. Rồi ta lấy cái tờ một cái khá là khó khăn lắm mới được cái toilet paper đó nhà mày nè. Mặc áo tức xong rồi rơi trúng tức của mặt luôn. Chúng ta đi đến ở đây là có một cái à. Để cái này hạ cánh xuống. Cẩn thận giật cức. Dạ Lên. Ơ cái gì ba. Dạ à. Trúng không trúng một con chim rồi. Như này 28 giây chắc là đủ để mà lên được cái tầm cao thế giới. Trời ơi chết mẹ luôn. Ủa con ao à. Ủa cái toilet paper đâu mẹ nó chưa giúp. Chúng con chim rồi. Gì quá mà. Ăn cướp trên mắt. Ở đây cái toilet paper đó cho con ngựa nè. Trên đầu con ngựa này ma ơi chúng ơi. Yes sir. Chúng ta chúng được một cái toilet paper rồi. Đủ mí. Thế nào. Ăn cướp trên mắt ma ơi. Chúng ta sẽ phải đạt được điểm score nha. Ủa hết à. Do gì chắc tầm khoảng 30 điểm à. Ồ 58 điểm. Vượt qua ngày dự kiến rồi. Và các bạn này đào lắc trò này trên mạng. Đào lắc trên mạng chơi trò này khá là nhẹ. Nhưng mà cần cái ghi RAM nó phải nặng chút. Có 4 ghi tầm 4 ghi chơi được. Thì vâng cảm ơn các bạn.